Chuyên thổ địa. Em đây anh Tào ơi. Trời ơi. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta miễn lễ. Dạ. Này. Dạ. Sao đun có mỗi ấm nước sôi thôi mà lâu thế? Dạ, chẳng giấu gì Ngọc Hoàng, năm vừa qua đất đóng băng, thần là cứ phải đun mấy chậu nước sôi đổ vào giã đông, tan băng thần ngóc đầu lên được. Thế ở cái khu đất kia, ai làm chủ? Ô, Ngọc Hoàng hỏi làm gì? Ta mua. Dạ, không mua được đâu. Sao lại không mua được? Thì nó có bán đâu mà mua. Tại sao lại không bán? Cái này Ngọc Hoàng phải hỏi thằng chủ đất chứ sao hỏi em. Thì đấy, ta vừa hỏi là chủ đất là ai đấy. Cái này Ngọc Hoàng lại phải hỏi thằng chân bò chứ sao hỏi em. Thì chú chân bò ở ngoài kia hả? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đấy là chủ đất đi ạ? Dạ. Ngọc Hoàng cứ để em. Dạ đấy. Tiếng quen. Anh có tình hình gì mới chưa? Chưa. Cứ từ từ cái gì, đi đâu mà vội. Giới thiệu với ông, đây là Ngọc. Bác Ngọc, bác họ tôi đấy. Muốn mua đất. Ngày nào cũng có người đến hỏi mua đất mà không bán được nó mới đau. Ô thế sao không bán được ạ? Chuyện nó là thế này. Cách đây khoảng hơn 10 năm, em có được ông anh giao cho cái mảnh đất này. Em làm đầy đủ thủ tục đúng quy trình, giấy phép xây dựng hẳn hoi. Dạ. Thế có hôm em mới lên em gặp ông anh. Dạ. Chả thấy ông đâu cả. Gọi điện thì lại không liên lạc được. Có bàn chân lặng lẽ ạ. Dạ. Xong rồi có một ông anh mới được bổ nhiệm đến. Em nghĩ đây là thời cơ tốt nhất của mình rồi. Em đầu tư xây 2 con đường chạy vòng quanh khu đất. Xong em lại lên gặp ông anh mới, không thấy đâu, gọi cũng không liên lạc được. Dạ lại có bàn chân lặng lẽ. Thế là mảnh đất của em nó bị đình trệ, không xây dựng được. Hỏi các anh ấy thì các anh ấy bảo là không đúng quy trình quy định. Em hỏi là anh ơi thế cho em biết là như thế nào thì đúng quy trình quy định để em còn biết. Các anh bảo là tao còn không biết nữa chỉ là mày. Dạ, vâng ạ. Thế rồi mảnh đất của em cứ nằm im phăng phắc ở đây bao nhiêu năm trời mà không rõ được nguyên nhân. Cái này em biết ạ. Dạ báo cáo là cái mảnh đất này thời thổ địa trước được giao. Nhưng mà không đấu thầu đấu giá, mà cái giá đất thì lại không công khai minh bạch. Em thì cũng chả hiểu được là thế nào. Các anh ấy chỉ bảo là không đúng quy trình thôi. Tiền thì em vứt xuống rồi, không thể moi lên được mà đầu tư chỗ khác. Cỏ thì mọc tùm lên, em chỉ biết mỗi nuôi bò qua ngày. Thôi các anh cứ tìm mua đất tiếp đi, em đi vào trông bò đây. Bò xếp hàng 1. Điện. Thổ địa. Một cái khu đất đẹp nằm trong trung tâm thế này, tại sao lại để bỏ phí như vậy hả? Thật ra là em cũng thấy là lãng phí á. Nhưng mà em vẫn làm đúng à. Đúng cái gì? Nếu mà có lãng phí thì cũng là lãng phí đúng quy trình. Lãng phí đúng quy trình à? Dạ vâng, em không biết gì cả. Đất có bàn chân lặng lẽ. Anh Tào ơi em sợ. Sợ gì? Sao khóc kinh thế? Em sợ. Mình hát cho vui mà. Ây dồi ôi, rớt cả tim. Dạ thôi, em xin phép Ngọc Hoàng em được hà thổ ạ. À có. Anh Tào ơi. Ở cái đất này bò nhiều nhỉ. Dạ. Anh Trịnh ơi, anh Trịnh ơi, bỏ bò đấy đã, về xem điện nước tòa nhà thế nào anh Trịnh ơi. Ô chú Chuẩn đi đâu đấy? Chào chào. Hai bố con nhà này đến đây làm gì này? À, đến đây để mua cái khu đất này. Có tiền mua đất này á? Ừ. Úi giời, thế sao không bảo sớm? Ý, đừng dây vào cái khu đất này, kẹt hơn chục năm rồi. Có tiền thì em chỉ cho cái khu bên này này, đẹp lắm, nó như này nhưng mà người ta xây sẵn nhà lên rồi, chỉ cần mang quần áo vào là ở được ngay. Có xem không? Em đưa đi. Ừ, thì cũng xem. Ý xin mời, xin mời. Hôm nay chưa ăn thua. Đấy. Giới thiệu với bác. Dạ. Khu biệt thự trong mơ. Nhìn cái hướng kia nhá. Dạ. Đấy. Trường liên cấp quốc tế đấy. Ồ thế à? Ừ. Bên này. Đi sang bên này. Đấy. Dạ.
cái khu này là nằm sát ngay đường cao tốc. Thấy chưa? Ui, xe chạy vèo vèo kìa. Giới hạn tốc độ 250 cây một giờ. Ui dồi, autobahn đấy. Ừ, kinh đấy. Bên này nó ai này. Chú Chuẩn ơi, cháu thấy chú hơi vui tính đấy. Tất cả những gì mà chú kể vừa rồi ấy, cháu nhìn làm gì thấy có cái gì đâu. Chứ tôi hỏi cậu nhá. Tôi giới thiệu cậu cái khu này là khu gì? Khu đô thị trong mơ. Đúng. Thì tất cả những cái đấy nó ở trong mơ. Thế khu này nhà cửa vẫn chưa chát chiếc gì ạ? Không phải là chưa chát, mà đây là người ta gìn giữ cái nét hoài cổ, hiểu không? Bảo tồn nét cổ kính. Cái khu này nhá, 20 năm nay nó giữ nguyên trạng như thế này. Cái cổ kính từ những cái mảng rêu kia đấy ạ. Sao lại rêu cái thằng này? Đấy người ta gọi là phủ xanh không gian sống. Sống eco đấy ạ. Ở là ở chứ. Úi dồi ôi. Bố ơi, bố sao đấy ạ? Vữa nó rơi vào đầu. Thế chúc mừng bác. Dạ, may mắn quá. Dạ, bác vừa chính thức tham gia chương trình Vữa Rơi Oánh Hự, chúng ngay biệt thự. Cái gì ạ? Dạ, như thế nào? Bác may lắm đấy, 1.000 người vào đây xem mới có một người vữa rơi trúng đầu như bác ấy ạ. Ồ, thế chúng biệt thự à? Ừ. Thế chú trao thưởng đi. Điều kiện để tham gia chương trình này là mình mua một căn thì sẽ được tặng một căn ạ. Thế bác chốt luôn một căn nhá. Này đẹp này. Thế này con ạ. Dạ. Con bỏ tiền ra mua một căn đi. À, thế còn cái căn tặng là để cho bố. Dạ vâng. Wow, con sẽ mua tặng cho bố nhưng với một điều kiện là phải có người mua ở khu này. Đấy. Nhưng con thấy khu này là không ai đến ở cả. Thế thì ông chưa biết khu này là khu nào rồi. Dạ, khu này là khu gì ạ? Khu này là khu phân lô. Là khu phân lô. Không gian nhà trong lành. Đấy, bác nhìn hệ sinh thái kia kìa. Đầu tư đi bác ạ. À. Cái này là đầu tư cho tương lai. 2 năm, 3 năm sau nó nhân không biết bao nhiêu lần. Dạ, thế nó mới là ở chứ ạ. Ôi bố ơi. Hả? Ôi bố nhìn kìa. Này, các ô cửa sáng đèn có dân về ở thật rồi này. Đây, bác chờ nhé. Sao? Ba cá chứ này, chú cháu đã thắp đèn đủ 317 căn biệt thự. Chú cho chú cháu xin tiền đi. Thế sao 33 căn kia không thắp nó lên? Ô, bọn cháu nghĩ rồi. Phải có nhà đi vắng, có người ở nhà thì nó mới được tự nhiên chứ. Sáng tạo đấy à? Vâng. Thôi được rồi, thanh toán sau. Nhanh. Báo cáo bác, vậy là thành phố đã lên đèn. Xin mời bác lên đồ. Sao lại lên đồ? Lên đồ để tham dự festival. Khu này ở hay lắm. Ban ngày thì không khí trong lành. Đêm đến chúng em có những màn thực cảnh. Rồi là hội chợ ẩm thực. Để quý cư dân chỉ cần mở cửa đứng từ trên lan can nhìn xuống có thể xem thực cảnh. Thậm chí ai thích bọn em có đội ngũ lên bế xuống tận nơi để trải nghiệm ạ. À, bố của cháu là rất thích văn hóa văn nghệ. Ui thế à? Đấy. Bác trải nghiệm luôn nhé. Ừ, vâng, được. Rồi, đi mời bác. Hay quá. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã thưởng thức show thực cảnh ấn tượng hồn quê. Chúng ta như được lạc vào một đêm trăng nơi vùng quê Bắc Bộ, nơi tiếng sáo đưa ta trở về một miền ký ức. Nơi ấy có một chàng trai đang cầm bó nhang lên chùa cầu duyên. Trong ngôi chùa ấy có một chiếc hồ bán nguyệt, nơi cô thôn nữ nhẹ nhàng soi mình dưới ánh trăng. Cô nhẹ nhàng ngắt một cành sen đưa lên mũi người. Mùi hương của hoa sen đã khiến cô gái phải thốt lên rằng à... Bên cạnh ngôi chùa là làng Mạc cũ, nơi có những mái nhà tranh vách đất, nơi những cặp vợ chồng thắp đèn dầu bên mâm cơm đạm bạc, dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Tuy mâm cơm đạm bạc thế thôi, nhưng chúng ta vẫn được nghe những nụ cười hạnh phúc. Thế rồi,
cũng ở trong ngôi làng ấy. Nơi có những người nông phu lực điền đang đi cấy mạ đêm. Chàng nông dân vừa cấy mạ vừa trông trăng mà thở dài. Hai. Mà thở dài. Hai. Hai. Ok, hai. 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 Đúng rồi. Hai đứa trẻ con trong ngôi làng ấy đang nhảy lò cò chơi trăng. Mày nhảy trước đi. Thôi, mày nhảy trước đi. Mày nhảy trước, ta nhảy sau. Mày nhảy trước đi, ta nhảy sau. Mày nhảy trước đi. Thôi. Đang có khách. Và rồi, hai đứa trẻ con ấy quyết định không nhảy lò cò nữa, mà ngồi xuống bên thềm chơi trăng. Mày ngồi trước đi. Mày ngồi trước đi. Thôi mày ngồi trước đi, tao ngồi sau. Mày ngồi trước, tao ngồi sau luôn. Ngồi. Ngồi cùng nhau. Thế rồi, bỗng có một tiếng động lạ. Cả làng cùng nhìn về phía trước mà chắp tay cầu nguyện. Bởi xa xa, chúng ta nhìn thấy ba cô gái đang cầm đèn chạy trước ô tô. Chú ơi chú, à, cháu có thấy ba cô gái nào đâu ạ? Thế bây giờ tôi hỏi cậu nhá, giả sử mà có ba cô gái cầm đèn chạy trước ô tô thì điều gì sẽ xảy ra? Dạ tai nạn ạ. Thế người ta đưa các cô đi viện rồi. Còn đây là cả làng người ta cầu cho ba cô ấy tai qua nạn khỏi. Cái hình ảnh của cái thực cảnh của chú nó ví von, nó ẩn dụ quá. Cháu chưa hiểu ý nghĩa của nó là gì. Đúng rồi. Lâu không diễn nó quên đi. Cái này mà để dễ hiểu thì nó phải có âm nhạc. Dạ. Giờ tôi đưa âm nhạc vào đây cái là hiểu ngay, cực kỳ dễ hiểu. Khách quốc tế họ thích màn này lắm. Dạ. Xin mời các diễn viên ta trở lại để làm màn thực cảnh có âm nhạc. Lên chùa bè một cành sen, lên chùa bè một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cây sang trăng, ba bốn cô có hẹn cùng trăng, có bạn cùng trăng. Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm, chơi trăng ngoài thềm, ý rằng cầu cho, cầu cho trăng ấm êm, êm lại ngoài êm. Cực kỳ dễ hiểu luôn đúng không ạ? Dạ vâng. Rồi xin cảm ơn các diễn viên. Tuyệt vời. Ôi rồi, diễn viên á? Ôi đến gần mới nhận ra toàn các bạn quen quen ở chung cư mini à? Báo cáo với cả bác, năm nay tình hình kinh tế nó khó khăn. Dạ. Các ngành nghề người ta cũng rảnh rỗi nhiều. Thế nên là em tạo điều kiện để cho các bạn đến đây làm thêm vào buổi tối. Dạ. Cháu vẫn chưa hiểu được là cái thông điệp của thực cảnh của chú là gì. Khuyến cáo về an toàn giao thông. Giao thông nằm ở chỗ nào ạ? Không nên cầm đèn chạy trước ô tô. Thông điệp thế quá. Bác ơi hay không? Không gian sống ban ngày thì thế, đêm xuống xem thực cảnh còn gì mà tuyệt vời hơn. Ở thế mới là ở. Bác chốt một căn đi nhá. Tôi không chốt. Sao đấy ạ? Nếu mà tôi chốt một căn ở đây ý, thì tôi cũng chỉ là người cầm đèn chạy trước ô tô thôi. Khu của chú có cái gì đâu? Điện, đường, trường trạm, tất cả mọi thứ không có. Người ta mua xong dân người ta về. Nhưng tóm lại người ta có sống được hay không hả chú? Sống được hay không thì ông đi hỏi dân sao ông hỏi tôi. Ô, nói thế thì kinh rồi. Hết khu này chê, khu khác chê. Tôi còn đang phải tự hỏi xem là không biết bố con ông có tiền không. Mất thời gian quá. Chào. Lại móc tiền túi ra giả cho diễn viên.